Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác có niềm đam mê audio trên mọi miền Tổ quốc. Các bác đang theo dõi kênh YouTube Điện Máy Hoàng Quân, kênh em chuyên tiết âm thanh, giới thiệu và cung cấp các thiết bị âm thanh bãi. Địa chỉ tại thị trấn xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0976119504 hoặc 0984804715. Và thưa các bác, hôm nay ngày 13 tháng 12, do công việc hơi bận nên em làm video khá là muộn, mong các bác thông cảm. Và ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu và báo giá cho các bác một cặp loa Mỹ, cặp loa rất là đáng chơi, cặp loa có tên là Boss 401TM. Vâng, cặp loa Boss 401TM này nó có thiết kế một bát 16 ở đằng trước và một bát 16 ở đằng sau. Và có một loa chép. Cặp loa được sản xuất tại Mỹ nha các bác. Và giá của em nó là 8.200.000 đồng. Và bây giờ em sẽ test nhanh cặp loa. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ số điện thoại 0976119504 hoặc 0984804715. Em sẽ test. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em.
em xin báo giá lại cặp loa Bose 401TM. Anh em đang bán với giá là 8.200.000 đồng. Bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ 0976 119504 hoặc 0984804715. Và khi xem video các bác hãy để lại một lượt đăng ký kênh để có thể giúp kênh em được phát triển lớn mạnh hơn và không để bỏ lỡ bất kỳ những video mới nhất từ cửa hàng. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã xem.